với đầy đủ những các cái mặt hàng dừa cà, mắm muối, đồ khô, trái cây. Đó, trái cây các bạn nhìn này, quá trời ngon luôn. 15.000 cam, quýt, táo, chuối, hành tím. Rồi đây là góc đường Nguyễn Thái Học cắt với đường Vũ Tùng. Bán những cái này là phong bao lì xì, những cái để treo trang trí cây kiểng. Ôi chợ này khá vui. Các cái mặt hàng này họ đều làm cái bảng hiệu là cà chua 6, dưa leo 10, xà lách tím 8. Rồi đều có giá, đều niêm yết giá rất công khai. Bó xôi 15.000 một ký, cải thìa ngồng cải 3 bó 10.000, rau má nhỏ 25.000 một ký. Cà rốt, tắc, dưa leo họ treo lên nhìn rất là dễ thương. Dưa leo 1 ký 8.000, xà lách 1 ký 10.000, cà rốt 15.000, hành tây sổ 14.000 một ký, su hào bắp cải sổ 10.000 một bắp. Quá trời. Gà ta giòn bao ăn 130.000 một con. Thưa các bác anh chị, chúng ta sẽ tạm biệt cái phố Ông Đồ. Mặc dù bây giờ nó chưa hình thành lên cái phố Ông Đồ, nó mới chỉ là những cái bước sơ khai thôi. Một vài bữa nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì hy vọng là một vài những các cái không khí rục rịch chuẩn bị Tết sớm gửi tới các cô bác anh chị cũng sẽ làm cho cô bác anh chị cảm thấy những các cái không khí của mùa xuân đang đến gần. Không khí của mùa xuân đang đến gần với những các cái sắc mai vàng rực len lỏi vào các cái con phố. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái khu vực Hồ Con Rùa để tìm lại, giúp cô bác anh chị tìm lại một vài những các cái ký ức về ngày xưa, nơi mà có thể là trước đây cô bác đã từng sinh sống, làm việc hoặc là tới vui chơi ở cái khu vực quận 3 này. Thành phố của chúng ta thì mỗi ngày sẽ một xây dựng, sẽ khang trang hơn, vàng hoàng hơn và to đẹp hơn. Bên cạnh những các cái việc mà chia sẻ các cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta cũng phải nhìn lại, cũng thấy đất nước chúng ta ngày nay thì cũng có phát triển. Tuy rằng cái tốc độ phát triển nó không có, có thể là chưa theo kịp hoặc là so với những các cái nước giàu trên thế giới, nhưng mà so với trước đây thì cũng đã có những cái bước tiến rất là dài. Trong cái mùa dịch bệnh này thì rất là nhiều các bà con ở phương xa không có về Sài Gòn để đón Tết Việt Nam, không có về để ăn những các cái bữa cơm với gia đình được. Thì hy vọng là những các cái hình ảnh này sẽ giúp cho các cô bác anh chị đỡ nhớ Việt Nam. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục quẹo phải đi vào đường Điện Biên Phủ, là đường Phan Thanh Giản cũ đó. Tới đây là cái khúc Hai Bà Trưng cắt với đường Phan Thanh Giản. Thường cái khúc này thì lúc nào cũng đông xe, các phương tiện thì di chuyển một cách rất là chậm chạp. Rồi, mời cô bác anh chị tiếp tục đi với Tuấn Dương. Chúng ta sẽ băng qua cái giao lộ
Hai Bà Trưng cắt với đường Điện Biên Phủ. Thì ở đây đang diễn ra cái lễ hội Tết Việt và hôm nay sẽ là cái buổi cuối cùng lễ hội Tết Việt. Sau tối nay thì họ sẽ dọn những các cái gian hàng này trả lại mặt bằng cho công viên. Công viên Mạc Đĩnh Chi này, xin lỗi, công viên Lê Văn Tám, ngày xưa là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Đây, cái cổng bảng hiệu đây, lễ hội Tết Việt đây các bạn. Ngày xưa là trước năm 1975 thì nó là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, còn trước đó thì nó là một cái nghĩa trang mà để chôn cất những các cái sĩ quan Pháp khi mà họ sang Việt Nam, chiếm đóng ở Việt Nam, khi mà họ mất thì cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi trở thành cái nơi chôn cất của họ. Nhưng sau năm 1975 thì nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi được di dời về Lái Thiêu. Chúng ta đang đi về phía giao lộ ngã tư Hàng Xanh. Tuấn Dương sẽ quẹo phải để đi về, quẹo trái để đi về cầu Bông. Chúng ta qua cầu Bông. Cầu Bông thì thực ra tên gọi đúng của nó là cầu Bà Hoa, nhưng mà ngày xưa thì nghe nói là cái tên gọi Bà Hoa thì nó trùng với tên của vợ vua, nên là họ đổi thành cầu Hoa thành là cầu Bông. Nó cũng có nhiều cái là cũng loằng ngoằng. Đây, chúng ta đang đi trên đường Đinh Tiên Hoàng. Đây, thưa cô anh chị, tới đây thì đang là góc ngã ba, ngã tư, nếu mà quẹo phải đây thì chúng ta đi cái hướng Võ Thị Sáu là đường Hiền Vương cũ đó, nhưng mà chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi vào đường Đinh Tiên Hoàng. Nhưng mà Đinh Tiên Hoàng đây không phải Đinh Tiên Hoàng quận nhất nữa, mà chúng ta sẽ đi cái hướng Đinh Tiên Hoàng của quận Bình Thạnh. Đây là góc đường Nguyễn Huy Tự cắt với đường Đinh Tiên Hoàng, và cái cầu phía trước mặt đó là cây cầu Bà Hoa cũ, nhưng ngày nay thì nó có tên là cầu Bông. Qua cầu Bông đây thì chúng ta sẽ sang quận Bình Thạnh, đến khu vực Lăng Ông Bà Triệu. Con đường hai bên bờ kênh Thị Nghè này đó các bạn, thì bây giờ họ gọi là đường Hoàng Sa và đường Trường Sa. Còn cái con đường này bây giờ nó được trả lại cái tên là đường Lê Văn Duyệt. Trước đây thì nó là đường Đinh Tiên Hoàng các bạn ạ. Nên là các bạn nhìn đây này, ở bên đây ấy, giữa cái cũ và mới, bên kia họ vẫn đánh số là 3 Đinh Tiên Hoàng, 5 Đinh Tiên Hoàng, rồi đến số 7 là Lê Văn Duyệt, rồi số 11 là Đinh Tiên Hoàng. Thì do là cái con đường này họ mới đổi tên, là họ mới đổi tên nên là không có nhiều người, họ chưa có thay đổi được các cái bảng hiệu cũ, họ chưa có thay đổi nên là vẫn còn cái tên là đường Đinh Tiên Hoàng. Nhưng mà cái nó đã có cái quyết định đổi tên thành là đường Lê Văn Duyệt để chào mừng cái một cái vị phả quân của Sài Gòn gia định xưa, đó là ông Lê Văn Duyệt. Thì bây giờ nhìn các bạn cũng vẫn còn có những cái bảng hiệu là Đinh Tiến Hoàng. Đây, ban chỉ huy quân sự thì họ đổi thành Lê Văn Duyệt, nhưng mà kế đó đây này, Đinh Tiên Hoàng, 82 Đinh Tiên Hoàng, 84 Đinh Tiên Hoàng. Thì có thể là trong cái thời gian cũng
Tuấn Dương nghĩ rằng cũng có thể là khá lâu nữa thì họ mới đổi hoàn toàn thành là Lê Văn Duyệt. Vì không phải mỗi lúc là đổi cái bảng hiệu là dễ. Bảng hiệu, rồi bảng số nhà. Bởi vì thông thường là nếu mà cái người mới đến thuê đó, hoặc là một cái công việc kinh doanh mới, thì họ sẽ đổi tên thành đường Đinh Tiên Hoàng. Còn những các cái công việc cũ á, thì họ chưa có đổi. Những cái người mà không có nhu cầu thì họ không có đổi cái bảng hiệu. Đây bên tay phải đang là quận bệnh viện quận Bình Thạnh. Chúc mừng năm mới. Đây cũng là một trong những cái cửa ngõ để vào quận Bình Thạnh, nên là cái tuyến đường này họ trang trí cũng rất đẹp. Đây, cái khu vực Lăng Ông Bà Triểu đang ở phía trước mặt của chúng ta. Đây thưa cô bác, chúng ta sẽ quẹo phải vào đây. Đây là góc đường Vũ Tùng. Góc Vũ Tùng với Lê Văn Duyệt. Họ bán những các cái xe bán hàng rong. Ở đây như là bên trật tự đô thị đang tới để đuổi bớt những các cái người mà buôn bán hàng rong. Lấn chiếm lòng lề đường. Đây là góc đường Phó Đức Chính cắt với đường Vũ Tùng. Vũ Tùng cắt với Phó Đức Chính để thấy họ đang buôn bán. Đây là họ bán khoai, các cái loại thực phẩm. Đây như cô bác đã được trật tự đô thị họ đuổi nên là cô bác mới ngồi sát vô trong như bình thường. Vào đây lối đi hơi bị khó. Rồi, đây gian hàng này họ bán tiền vàng, nhang đèn, bán thịt heo. Đây cũng là một cái ngôi chợ mà khá là lớn tại khu vực này, cùng với đầy đủ những các cái mặt hàng dưa cà, mắm muối, đồ khô, trái cây. Đó, trái cây các bạn nhìn quá trời ngon luôn. 15.000 cam, quýt, táo, chuối, hành tím. Rồi đây là góc đường Nguyễn Thái Học cắt với đường Vũ Tùng. Bán những cái này là phong bao lì xì, những cái để treo trang trí cây kiểng. Hội chợ này khá vui. Các cái mặt hàng này họ đều làm cái bảng hiệu là cà chua 6, dưa leo 10, xà lách tím 8. Rồi đều có giá, đều niêm yết giá rất công khai. Bó xôi 15.000 một ký, cải thìa ngồng cải 3 bó 10.000, rau má nhỏ 25.000 một ký. Đó. Cà rốt, tắc, dưa leo họ treo lên nhìn rất là dễ thương. Đó, dưa leo 1 ký 8.000, xà lách 1 ký 10.000, cà rốt 15.000, hành tây sổ 14.000 một ký, su hào bắp cải sổ 10.000 một bắp. Đó. Quá trời. Gà ta giòn bao ăn 130.000 một con. Mận 20.000 một ký, siêu ngọt. Lối đi đây là bên ngoài chợ. Đây họ bán các loại bún để nói chung là khá nhiều thứ. Giờ Tuấn Dương sẽ đi cái phía bên vòng ngoài này, một hôm khác thì mình sẽ quay toàn cảnh cái ngôi chợ cho cô bác mình coi. Ở chợ đây các bà cô bán đồ khô này, đồ khô gia vị.
Tết nhưng mà cái khu vực chợ này rất đông đúc xe. Đó, đây bên này họ bán những các cái đồ trang trí Tết. Ồ, có lẽ cái con đường này họ giữ xe mà họ giữ luôn ngoài đường luôn. Tưởng giữ xe trong nhà mà thấy họ giữ luôn ngoài đường. Đây chúng ta đang đi cái mặt bên của chợ. Thường những các cái ngôi chợ này các bạn, phía bên ngoài thì bà con họ thích dừng lại để mua sắm hơn là đi vào trong chợ. Nhưng mà như vậy thì những người ngồi ở trong chợ thì buôn bán nó trở nên ế ẩm. Đây là khu vực chợ Bà Triệu, một cái ngôi chợ buôn bán rất là sầm uất. Từ Bùi Hữu Nghĩa cắt tới Bạch Đằng. Đây là phần trước của chợ Bà Triệu đây các bạn. Đây góc và lăng ông Bà Triệu. Đây cắt cái mặt bên đường Phan Đăng Lưu. Ánh mặt trời đang xuyên qua cái lá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về phía khu vực bệnh viện Nguyễn Văn Học. Ngày nay là bệnh viện Ung Bướu thưa các bạn. Trước đây thì Tuấn Dương cũng thường hay tới để ủng hộ cái chương trình phát cơm, nhưng sau này thì Tuấn Dương không còn thực hiện ở đây nữa mà thực hiện các cái chương trình phát cơm ở bên bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hoặc là bệnh viện Nhi Đồng 2. Đường khá đông, những cái người bán hàng rong về hè, sâm lạnh, nước suối, sữa đậu nành, cá dứa, bọc chống xe máy một cái 50 ngàn, chưa nói một cái 5 ngàn. Ở đây bán những cái con trâu. Tai nghe Bluetooth, tai nghe không dây. Đây, giờ chúng ta sẽ đi vào cái khu bệnh viện Ung Bướu. Ngày xưa là bệnh viện Nguyễn Văn Học. Và đây thì chúng ta sẽ đi qua, nếu mà đi hết cái con đường này đó thì sẽ đi qua cái cây cầu họ gọi là cầu Băng Khi. Tuấn Dương cũng không hiểu sao người ta nói một cái câu là muốn đi Bangkok thì phải qua Băng Khi. Đây, ngày xưa Tuấn Dương hay phát cơm ở cái khúc này này. Đây là bệnh viện Ung Bướu. Rồi bây giờ Tuấn Dương có việc nên Tuấn Dương sẽ tạm dừng cái video clip này tại đây nhé. Mình sẽ đi vô cái hẻm số 5 này. Đây là căn hẻm số 5 rồi. Đây rất nhiều nhà trọ cho cụ bác.
đây. Có lẽ Tuấn Dương sẽ tạm dừng đây chút xíu. Chào cô bác anh chị, Tuấn Dương đang có mặt ở số 5 xược 108, số cũ là 23 xược 133, đường Nơi Trăng Long. Thì ngày xưa các bạn, đường Nơi Trăng Long nó có tên là đường Nguyễn Văn Học. Đây, mình sẽ quay cái bảng hiệu. Đó, 5 xược 106 đường Nơi Trăng Long. Ở trong cái con hẻm này thì thực sự Tuấn Dương cũng rất ít khi đi vô tới những các cái hẻm sâu như thế này. Đây xung quanh là một cái ngôi trường. Đây Tuấn Dương, để xem Tuấn Dương đi sâu vào cái hẻm này chút xíu rồi sẽ đi vòng ra ngoài nhé. Trong hẻm này thì thấy cuộc sống có vẻ khá là bình yên. À, tới đây thì lại có mấy cái hẻm nữa. Tuấn Dương thử vòng ở đây xem là cái hẻm này hẻm nào đấy. Đây là số 5, xược 100, xược 6, xược 8 và búa xua xược. Đây. Trường mầm non 7A, rồi trường mầm non 7B. Hay chẳng. Các bạn nhìn phía đằng trước có cái cây hoa rất đẹp này. Nhà em có hoa vàng trước ngõ. Tường thật là cao, bố cha ai rám vào. Số nhà từ 10 xược 76, được 10 đến 10 xược 76, xược 8, xược 68. Trong này hẻm cũng khá nhiều. Đây, tới đây là số 5 xược 95. Nói vậy. Cái là trong các cái hẻm đó các bạn thì nó khá là nhỏ. Đây chúng ta sẽ đi ra ngoài. Tuấn Dương sẽ đi ra đường mình sẽ đi ra đường Nơi Trăng Long. Ngày xưa là đường Nguyễn Văn Học. Rồi trung tâm ung bướu. Bây giờ là bệnh viện ung bướu. Đây đang là góc Nơi Trăng Long. Cắt với đường Lê Quang Định. Đây, bệnh viện ung bướu đây các bạn. Số 3 đường Nơi Trăng Long. Đi ra ngoài này là góc đường
nơi Trang Long cắt với đường Phan Đăng Lưu. Dương là bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đường Hoàng Hoa Thám cắt với đường Phan Đăng Lưu. Con đường Phan Đăng Lưu bữa nay khá vắng vẻ. Có lẽ là do là ngày nghỉ cuối tuần nên các cái công sở rồi các cháu học sinh được nghỉ học nên là đường phố khá vắng. Đây chúng ta đang đi qua công viên Phú Nhuận. Hiếm có một ngày mà Sài Gòn thấy buổi chiều nó bình yên như thế này. Mọi ngày khi Tuấn Dương đi qua đây các bạn biết sao không? Chúng ta phải nhích từng chút một. Không có đi lại một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng mà hôm nay thì phải nói rằng là đường đi rất là thoáng. Đây một cái cửa hàng bán túi sách ở ven đường. Họ bán các cái túi sách, giỏ sách, họ bày ra lề đường, họ bán luôn các cái tua vít, dụng cụ kìm. Ở đây đang là góc đường Lam Sơn cắt với đường Phan Đăng Lưu. Góc Nguyễn Văn Đậu cắt với Phan Đăng Lưu. Ở khu vực này các bạn họ thường mua bán các cái loại xe cũ. Phố Phan Đăng Lưu này thì các cửa hàng bán xe cũ khá nhiều. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ gặp đây là Phù Đồng Tự. Phù Đồng Tự. Rồi tới Pháp Hội Tu Viện. Đó, mặt trời giờ đang như một quả cầu lửa treo lơ lửng trên mái nhà. Bây giờ đang là hoàng hôn rồi các bạn. Rồi phía bên tay trái của Tuấn Dương bây giờ là cái ngôi nhà thờ. Đây là nhà thờ giáo xứ Phú Hạnh. Giờ cha đang giảng đạo, còn các con chiên thì gửi xe ở bên ngoài. Đấy, mình đang nghe thấy tiếng cha giảng đạo. Đó, phía bên tay phải là trường mẫu giáo Hương Sen. Cái người họ bán hàng rong ở ngoài lề đường đấy, bán thảm chân bền rẻ đẹp, cắt may tại nhà, đồng giá 20k. Rồi chúng ta đang đi về phía ngã tư Phú Nhuận. Đây, các cái cửa hàng thu mua để bán xe gắn máy cũ. Thường thì họ sẽ mua
đã qua sử dụng. Rồi họ về họ sẽ sửa chữa mông má sơn phết lại rồi họ bán. Đi thẳng chúng ta sẽ tới ngã tư Phú Nhuận, còn quẹo trái chúng ta sẽ đi ra cầu Hoàng Hoa Thám. Bây giờ thì đường bắt đầu đông hơn một chút rồi các bạn. Hồi nãy thì còn khá vắng vẻ, nhưng mà tới chỉ chừng vài chục phút sau thì nó đã trở nên đông đúc. Bên tay phải này là trường ngoại ngữ Dương Minh Châu, là các phụ huynh đón con của mình đi học ngoại ngữ về đó. Anh để ý thấy có rất nhiều các cửa hàng bán xe gắn máy cũ, mua bán trao đổi. Vậy là chỉ cái khúc giao lộ ngã tư Phan Xích Long cắt tới Phan Đăng Lưu thì nó hơi đông một chút thôi, còn tới đây thì đường này vắng rồi. Chúng ta đang đi về phía ngã tư Phú Nhuận thưa các bạn. Những các cái con phố lẻ lẻ này thì chưa thấy không khí Tết, còn ở những các cái phố trung tâm quận nhất, quận 3 thì hoặc là quận 5 thì Tuấn Dương đã thấy cái không khí xuân có vẻ đang đến gần. Chúng ta đang có mặt trên đường Phan Đình Phùng. Ngày xưa thì nó có tên là đường Võ Tánh. Võ Tánh ở Phú Nhuận. Nó có một Võ Tánh nữa là Võ Tánh ở quận 5. Ở đây thì chúng ta sẽ đi qua cái ngôi chợ Phú Nhuận các bạn ạ. Đây là góc Nguyễn Trọng Tuyển cắt với Phan Đình Phùng. Đang là góc Huỳnh Văn Bánh cắt với Phan Đình Phùng. Wow, đây bắt đầu thấy những cái cửa hàng này các bạn này, họ bán đồ điện với những cái cây mai, cây đào, rồi những các cái dãy đèn nháy nhìn rất đẹp, đèn chùm. Đây chúng ta đang có mặt trên đường Phan Đình Phùng. Xin lỗi, ngày xưa đường Phan Đình Phùng có tên là đường Võ Duy Nguy, quận Phú Nhuận. Đây cái khu chợ Phú Nhuận đây các bạn này. Đây Tuấn Dương sẽ đi một vòng quanh chợ nhé. Đây đang là chợ Phú Nhuận đây. Mình sẽ dừng ở đây để cô bác anh chị chúng ta nhìn được thấy cái bảng cổng chợ. Chợ này thì họ họp và chủ yếu họp buổi sáng. Buổi chiều thì họp chợ nhưng mà nó không còn đông. Những các cái cửa hàng ở ven hai bên đường lối đi vào chợ thì họ có thể buôn bán được cả ngày, thậm chí là bán được cả buổi tối. Còn ở trong lồng chợ thì chủ yếu họ chỉ họp lúc buổi sáng thôi.
cô bác họ cũng buôn bán đây là rau củ quả trái cây. Bán dừa, dừa xiêm. Đây còn một cái con hẻm này nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp cái con hẻm này đi. Hẻm này là 84 Cao Thắng, phường 17, quận Phú Nhuận. Bán vú sữa, thanh long, cam vinh. Rồi các cái quán ăn. Đây, giờ sẽ đưa cô bác anh chị chúng ta đi loanh quanh ở đây một chút. Bà bán hột vịt lộn, hột vịt, hột gà. Họ bán chuối, bán vú sữa. Lối đi vào chợ, đây đang là đường Cao Thắng các bạn. Ở đây có cái giáo xứ là giáo xứ Phú Quý, số 130 đường Cao Thắng. Rồi các bạn thấy đi ra đây là chúng ta sẽ đi ra góc Cao Thắng cắt với đường Nguyễn Văn Trỗi. Bên kia là lối bên kia là chùa Vĩnh Nghiêm các bạn ạ. Tuấn Dương sẽ quẹo nhé, quay lại thôi, quay lại đi về phía khu chợ Phú Nhuận, rồi chúng ta sẽ ra Hai Bà Trưng. Đây đang là đường Cao Thắng, quận Phú Nhuận. Thì còn một đường Cao Thắng nữa là đường Cao Thắng ở quận 3, nối giữa đường Điện Biên Phủ, xin lỗi, nó nối giữa đường Cao Thắng thì từ khúc Nguyễn Thị Minh Khai cho bây giờ Nguyễn Thị Minh Khai quận 3 cho tới quận 10 cơ. Dù có cái thông báo là đừng có lấn chiếm lòng lề đường nhưng mà thấy họ vẫn lấn chiếm như bình thường. Một dầm, một số những các cái quán ăn uống nhậu nhẹt, quán ăn vặt Tí Mập. Đây là góc đường Ngô Thời Nhiệm cắt với đường Cao Thắng. Đây có khá nhiều các cái con đường nhỏ bé xíu xiu. Đây chúng ta đang đi bên hông của khu chợ Phú Nhuận. Ngôi chợ này cũng xuống cấp quá rồi các bạn ạ. Nhiều các cái ngôi chợ mà có từ xưa thì thấy bây giờ nó xuống cấp một cách trầm trọng. Đây, chúng ta sẽ đi ra lại đường Phan Đình Phùng. Ngày xưa là đường Võ Duy Nguy. Một chiếc xe máy Vespa thường được các chị em phụ nữ họ ưa chuộng. Xe Vespa là xe của Ý, có điều là đi nó sẽ hơi hao xăng và tiếng kêu nó ồn hơn là xe của Honda. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cây cầu Kiệu.
những cái người mà thường hay ngồi xin ở lề đường đó các bạn. Giờ này họ đã ra, họ ngồi rồi. Rồi, cho thuê nhà nguyên căn hoặc là nguyên tầng. Đó, trước đây họ làm thẩm mỹ viện mà đợt này cũng ế quá, sắc đẹp ân tình. Thẩm mỹ viện sắc đẹp ân tình. Trả mặt bằng, xả hàng, thanh lý toàn bộ sản phẩm. Đây sẽ đi vào đường Trần Quang Khải, quận Nhất đây các bạn. Chúng ta đang có mặt trên đường Hai Bà Trưng. Đây cũng là một trong số những các cái tuyến phố đẹp ở Sài Gòn. Đây là góc Hai Bà Trưng cắt với Nguyễn Văn Mai. Chúng ta đang đi về phía khu vực chợ Tân Định. Chúng ta vẫn nói chợ Tân Định là một cái khu chợ nhà giàu. Bên tay phải của chúng ta là bệnh viện quận Nhất các bạn ạ, cơ sở 1. Còn một cơ sở nữa thì nó nằm ở đường Trần Hưng Đạo. Đây có cái tên bên phải Tuấn Dương là có tiệm bánh mì, có tên là tiệm bánh mì Như Lan. Thì bánh mì Như Lan cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và được nhiều người họ thường xuyên ghé để mua. Bên này là bệnh viện quận Nhất này. Ở kế phía trước mặt chúng ta là khu chợ Tân Định. Người ta nói là cái chợ của nhà giàu đây. Đây là góc Trần Quốc Toản cắt với đường Hai Bà Trưng. Đây các bạn, khu chợ Tân Định. Ngày xưa thì mấy anh Tây nhìn thì thấy rất nhiều, nhưng mà bây giờ mấy anh Tây thì hơi hiếm. Những anh Tây mà còn sót và kẹt lại ở Việt Nam này thì không nhiều. Đây là ngôi chợ Tân Định đây các bạn. Ta vẫn nói là ngôi chợ này là chợ của người giàu đây, chợ của nhà giàu. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ mời, tiếp tục mời cô ba anh chị chúng ta tiếp tục di chuyển. Đây một số những các cái cửa hàng họ bán các cái đồ trang trí Tết. Đây thì bán không nhiều như ở khu quận 5 các bạn ạ. Quận 5 thì đường Hải Thượng Lãn Ông nó như là cái nôi, như cái lò bán. Đây nhà thờ Tân Định đây các bạn. Ngôi nhà thờ màu hồng rất đẹp. Đó, nhà thờ Tân Định 289 Hai Bà Trưng. Rồi họ trang trí những cái cây giống như là cây lá phong nhưng mà lại màu vàng. Đây cũng có nhiều cái căn nhà các bạn này. Nhiều cái căn nhà bây giờ là đang bỏ trống. Còn ngay góc ngã tư đường Hiền Vương cắt với đường Hai Bà Trưng là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ngày xưa, nay là công viên Lê Văn Tám. Ở đây đang diễn ra một cái hội chợ,
chúng ta đang đi về phía giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cắt với đường Võ Thị Sáu. Võ Thị Sáu thì ngày xưa có tên là đường Hiền Vương, và trước đây nó cũng là cái đường một chiều các bạn ạ. Đó là theo thông tin Tuấn Dương tìm hiểu được. Con đường này thì nó nằm song song với đường Phan Thanh Giản. Phan Thanh Giản thì cũng là đường một chiều, nhưng mà theo cái hướng ngược lại so với con đường Hiền Vương của chúng ta. Từ đây thì chúng ta sẽ đi về vòng xoay ngã 6 công trường Dân Chủ. Mình thấy cũng có nhiều các cái cửa hàng họ đang trang trí, họ ghi cái dòng chữ là Happy New Year 2021. Bên đây là nhà thiếu nhi thành phố này các bạn này. Bên tay trái là nhà thiếu nhi thành phố. Quẹo phải hướng này thì chúng ta sẽ đi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Cái khuôn viên của nhà thiếu nhi thành phố thì rất là rộng và đẹp. Buổi tối họ thắp đèn sáng trưng nhìn rất là tuyệt vời. Rồi chúng ta đang đi về phía vòng xoay ngã 6 công trường Dân Chủ. Trại quân đội, ban chỉ huy quân sự quận 3. Rồi kế đó thì có một số những các cái khu về Tuấn Dương nghĩ rằng cái các cái khu này là cái khu về chính trị, tức là nó là giống như là thành ủy này, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố này, rồi các cái tòa biệt thự này, họ nói là những các cái khu họ cũng không có cho quay phim chụp hình đó, giống như là những cái nơi làm việc của các cái cán bộ bên ngoài trung ương đảng. Nguyên cái dãy này này các bạn này, hai bên thì có công an đứng gác, họ có các cái chốt đứng gác, đi vào đấy thì không có được bóp còi, không có quay phim chụp hình gì cả. Đây, chúng ta đang đi về phía giao lộ Bà Huyện Thanh Quan, cắt với đường Võ Thị Sáu. Đây cũng là một cái nơi mà Tuấn Dương thấy thì thường là dân thường không có vô được. Nó cũng được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Đó, còn kế bên đây là cái trung tâm hội nghị 272. Đó. Còn mấy cái chỗ kia thì nó là một cái khu vực mà chúng ta không thể vào thăm được, chỉ tới để làm việc thôi. Trước đây thì Tuấn Dương lúc mà còn đang làm thì cũng có tới văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó là vào tổ quản lý công sản để thực hiện là thuê mướn một số các cái mặt bằng do là tổ quản lý công sản thuộc thành ủy thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Lúc đó là mình tới để thuê và gia hạn thuê một số các cái mặt bằng ở đó, trong đó thì cái kiến trúc cũng khá đẹp.
có nhiều cái kiến trúc là họ xây từ thời Pháp, nhưng mà là cái nơi công sở làm việc nên không có quay phim chụp hình được. Rồi các bạn ơi, bây giờ đây đang là góc, đây đang là công trường, vòng xoay công trường dân chủ quận 3 rồi. Rồi Tuấn Dương sẽ đi về phía đường Cao Thắng quận 10. Giao lộ Cao Thắng cắt với đường 3 tháng 2. Kiểu đây các bạn đây, ví dụ như đây là một cái cửa hàng này vô thường, họ bán các cái cây đào, cành đào, cành mai, hầu hết là hoa giấy thôi. Đây lối đi vào cái khu Hà Đô, một cái khu dân cư cũng rất là đắt tiền, bây giờ họ giá bán là tới cả từ 70-80 triệu một mét vuông. Rồi, có cái cửa hàng bán hoa giấy, hoa vải, giảm giá 15%. Hoa vải nhựa cao cấp anh đào. Đi thêm chút xíu nữa thì chúng ta sẽ gặp ngã tư Cao Thắng cắt với đường 3 tháng 2. Đây, cô bác anh chị nhìn thấy những cái cây mai, rồi cây đào họ đang trang trí. Họ có những cái chậu, rồi cái cành họ sẽ gắn vô, rồi họ sơn để bán trong cái dịp Tết. Cái khúc này cũng khá nhiều nhiều người. Đấy, mai đào số 208 đường 3 tháng 2, mai đào, rồi các cái cây tắc kiểng. Thôi chúng ta đi nhé. Cập nhật tình hình như vậy để cô bác biết được những các cái tình hình buôn bán. Wow, cây mai này nhìn đẹp không? Rất là đều. Rất là đều, vàng chóe luôn. Đây là số 220 đường 3 tháng 2, hoa vải hồng nhung. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ mời cô bác chúng ta tiếp tục đi về phía giao lộ Lê Hồng Phong cắt với đường 3 tháng 2. Thì mọi người đi lại cứ như là đi chạy loạn đó. Đây là phía bên tay phải theo hướng Tuấn Dương di chuyển, đây là Học viện Hành Chánh Quốc gia. Ngày xưa nghe nói là các cái cỡ những người học ở đây là những cái người ra để làm những quan chức. Trước là chùa Phước Hải, cái hẻm đó đi vào là chùa Phước Hải các bạn ạ. Rồi tới đây thì phía bên tay trái của các bạn là, xin lỗi, phía bên tay phải các bạn là cái khu khách sạn Kỳ Hòa.
rồi tới nhà hát Hòa Bình, và kế bên nhà hát Hòa Bình là Việt Nam Quốc tự. Nam Quốc tự bây giờ họ, ngày xưa là viện hóa đạo các bạn. Bây giờ họ làm xây dựng lên rất là đẹp. Và Tuấn Dương xin dừng video clip này tại đây. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Xin cảm ơn và hẹn gặp cô bác anh chị trong những video clip kế tiếp.